Chào mừng cả nhà lại đến với kênh Review Tool ha. Thì ngày hôm nay như trên màn hình giao diện chiếc điện thoại của mình thì các bạn đang thấy là những cái dây của đàn guitar ha. Thì đây là ứng dụng học guitar ở trên chiếc smartphone Android của bạn. Rất là nhạy nha, âm thanh ok nè. Thì ở đây nó có rất là nhiều chức năng ha. Các bạn có thể chọn normal, easy hoặc là solo nè. Rồi cái thứ hai là chức năng khi mà các bạn bấm vào mũi tên này nè, thì nó sẽ có những cái bài học về guitar rất là hay, chỉ cho mình cách đánh phím nào. Thì ở đây như các bạn Crazy Chan, và bây giờ là các bạn phải lắng nghe chúng ta play nè. Crazy Chan. Đây là cái cách đánh của cái bài nhạc đó. Và sau đó cái ứng dụng này sẽ chỉ chúng ta đánh từng nốt nốt ở vị trí nào trên những cái dây nhạc ở trên đây đó. Bây giờ bạn bấm vào, rất là dễ luôn các bạn, mình nhớ từng vị trí thôi, cứ bấm vào đây ha, có những điểm nhấn ok vậy là xong. Giống như cái game thì chúng ta bấm nhưng mà chúng ta sẽ lưu nhớ lại và biết đánh cho những cái bản nhạc đó. Và đây là tên của ứng dụng ở trên Shark Play nha các bạn, Real Guitar. Bạn sợ từ Real Guitar thôi, rồi EAL ha, Real Guitar. Đây tên của ứng dụng nè. Ứng dụng này là hơn 10 triệu lượt tải xuống nha, với những bình luận rất là tích cực. Ok, thì phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng guitar miễn phí ở trên hệ điều hành Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.